Có không cái gì đâu. Đang vẽ cho anh mà. Là định trêu mình. Ê! Chịu đi đã, anh trêu rồi mà. Không, anh trêu cái chân mày đâu. Đây mà. Mày gọi cho anh chơi đi. Nope. Chơi gì? Cho đẹp cái đẹp đây này. Kiếm tiền này. Ông bịt mắt tải không? Như nào cơ? Lừa nó. Gọi Tranh ấy, bảo Tranh ấy là bịt bắt này lấy cái. Nhưng bịt tay nó bị hở đúng không? Phải bắt kịp cái này vào, bịt cái này vào. Đấm chết. Sợ quá, sợ. Sợ gì? Mày sợ em sợ không? Sợ. Gọi đi. Chưa chưa làm xong. Đấy. Dí mặt ra đây này. Em ơi, nhiều thế. Ừ. Thì bỏ cái lốc ấy đi. Em ơi, cái mic nhiều trò chưa? Ừ. Ok. Em phải rửa sạch sẽ đi mà biết. Đúng này. Đi, anh rửa tay đi, em ngồi đây em xem. Cảm ơn. Xin quá. Thế mà nếu cho mẹ là. Anh Đạo ơi. Chẳng đi tầm bên đó này, quay đi. Quay đi. Nhờ bị mắt vào á. Cũng như bịt bịt bên này này. Không gặp như thế này. Gặp bên này. Bịt bên này mà chứ. Cái này bịt vào một bên mắt phải không? Không, thế mình cầm nhà mình ấy vào tay là luôn. Là bịt cả luôn rồi đấy. Điện nó không dính đâu. Thả đấy. Nó không dính đâu. Nếu cái sao không dính anh nghĩ. Không, chỉ cầm một bên tay mình. Như này thôi. Ấy người giữ. Thế bịt bịt hai mắt thì sao lém được vào? Lại bơi mình bơi mắt mình bên thôi. Đi vào xem giờ vào em ấn ấn. Ừ, chứ mình điện là anh yên tâm để em lừa nó. Bịt một bên thôi. Không muốn vậy em mà khôn lắm. Em mở với nó 3 năm em không biết ạ. Trong thôi đi. Thôi đi. Anh yên tâm. Thôi Tranh nào gọi. Vợ ơi. Vợ. Ơi. Còn kia rồi. Ngoài đây. Hả? Chị Nhiêng. Anh có trò chơi nhà vợ 15 lít ngủ vào nào tên. Có đâu. Hồn. Hay tôi cho anh Bình chơi. Thôi để chơi. Thôi để em chơi cho. Năm nít đây. Ừ. Thôi. Để chơi mày quay à? Trước. Ủa thì quay đi trò chơi phải quay đi. Rồi. Hay anh Bình chơi nhá. Thôi. Bình chơi đi, Bình chơi. Chơi đi. Bình chơi đi. Vậy em nghĩ nó không biết làm, nó không. Để anh chơi trước. Nhắm mắt vào nó mù, nó làm sao chọc được anh em. Em chọc được anh Bình à? Em chọc được. Được, để cho chơi. Rồi nhài, trò chơi nhài. Cho vợ chơi trước. Ờ, anh Bình đi cho sau. Dạ, chơi sau. Nha. Yeah. Anh bịp cái mắt vợ bằng khẩu trang nhài hiểu chưa? Xong rồi vợ làm thế nào mà cái này chạm được. Ui, dễ. Ui, dễ à. Dễ mày. Đây này. Hiểu chưa? Nhưng phải 5 lần bỏ ra nhài 5 lần liền nhau. 5 lần. Ờ. Thế không được 5 lần mà đây dễ này. 4 lần được 4 lít đâu. Không, có nghĩa là cho một lần trước, cho thử một lần trước. Đó. Không, vợ cắm nhài chọc nhài kia được 5 lần. Chỉ cần một lần chúng vào được. Được chưa? Điểm một lần chúng dễ anh không, nhỉ anh nhìn nhá. Dễ đâu em ơi. Anh nhìn nhá. Thôi một lần thôi. Bịt mắt mà, bịt một bên. Điên à? Không biết bịt thả vào chứ mình cầm thả vào mà. À thả vào. Ừ. À. Đút chứ. Thả. Và cầm thả và cầm một chai nhà. Nếu như ấy để thả phát nó nếu, chui vào nếu, trong. Nếu như mà mình đấy này thì mình bịt một mắt, còn nếu mà để cái này thì tiền đâu? Tiền 5 lít đâu? Cố quá. Có 5 lít. Có. Kiểm tra tài khoản Bình ơi, bỏ tài khoản ra xem. Thôi không phải bỏ, từ ấy rồi. Có cái đây cũng thế, nếu em anh chơi, nếu em chơi bịt hai mắt này đúng không thì sẽ là thả, còn nếu em bịt một mắt thì nó sẽ là ném. Em chơi nào, bịt hai mắt luôn nhỉ, bịt hai mắt được nào. Anh em vứt đi 5 lít hay là cái bánh 2000 này. Anh vứt đi, anh để tạm đâu đấy cho chó. Bên chơi chó chơi à? Bên chơi chó chơi à? À! Chỉ ra mày chọn cái chết! À bên chơi vợ tôi chơi à? Ngoài đi! Ui! Ngoài đây! Đây bình tĩnh! Yêu ơi! Nó dính đầy ấy là... Vợ nhà nhá! Vợ hiểu là chơi rồi! Phải mà nhắm... bì với em! Nhưng mà em bị hai mắt là cầm như này này mà! Không! Thả! Thả! Dạ thế thì em bị một mắt thôi! Bị mắt đi! Rồi! Bị một mắt! Bị một mắt thì liên quan... mắt! Dễ thả, và lém như này lém thử 10 mắt. Thử trước nhá, thử thả nhá. Thả như này dễ hơn này. Ừ, thử thả cho thử trước đi. Xong mới thật, được chưa? Cơ hội đúng một lần thôi. Đấy. Đồ ăn hại. Nói chung là không dễ. Dễ thì à. Bịt mắt cho đút đùa. Đút khó phết đấy mà. Được chưa, bắt đầu chơi nhá. Ừ. Nào. Bịt mắt là bắt xong rồi cầm như này thả.
ngồi xuống thì ngồi xuống. Đứng đứng đi anh thoải mái. Đó. Anh bịt mắt lại nhá. Ờ. Nha. Rồi. Nhìn gì không? Không, nhìn nhà không nhìn thấy gì đúng không? Ờ, không nhìn thấy gì hết. Ờ. Ok, chơi. Từ từ. Từ từ anh xem có nhìn thấy gì không ạ? Không nhìn thấy gì mà. Ai cứ tải thôi. Thử là thử. Cái mắt khó đấy. Ui, xin lỗi. Nha, bắt đầu tập nha. Lại. Xem hình như vậy em nhìn thấy sao? Ôi, nhìn thấy là có nhìn thấy không? Bỏ nhìn thấy không? Bỏ lại, nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy không? Không, đau mắt. Mở ra thì có nhìn thấy không? Mở ra. Không, khẩu trang. Anh thấy khẩu trang ngoài đường. Hả? Khẩu trang này bẩn à? Không, bẩn. Nào, đâu? Nào. Có nhìn thấy gì không đấy? Hỏi nhiều nhỉ, cứ cầm mình như đồ rồi. Kín lắm anh ạ. Chơi khôn thế. Thả đó. Đó. Ừ. Đó chưa? Thả 10 lần nhá. Phải được 1 lần, không học không được kìa. 1 lần nữa nhá. Ôi giời ơi. Rồi ạ. Rồi ạ. Đây lửa. Sao nãy mình thấy nó dễ lắm mà nhỉ? Đi đâu? Đi làm tay vào. Hai quả đâu cho cả rừng. Rồi, tí chúng đi, chúng rồi. Ba là rồi. Chúng rồi. Rồi, chúng được 1 lần là được rồi. Anh nào được giáo em đi. Ê, xoay gương kìa. Xoay ra gương. Đây đây, ra thử ra gương xem máy xem mặt mình. Chạy đi. Đằng sau kìa. Chạy rồi. Chạy đấy, không phải trò của anh đâu. Ngoài trò của anh đấy, Hoàng. Mưu kế. Chạy đâu? Là chôn em. Không biết. Không phải của anh. Chôn mày đừng có bốc quét. Ê đây. Bà đi ra phố đi, đi ra phố đi. Bị mắt rồi. Thôi, toàn. Anh bảo em lên mà. Bạn mình ý bảo gì? Mình. Anh bảo tài khoản mình mà. Anh làm gì có đơn cứ thảo đây, thảo đấy tí đi bừng. Em đi có tiền. Mình có tiền kìa. Anh có. Mình đang cầm điện thoại đã giả kìa. Có tiền nào cả. Nào, anh em nào. Nào, thằng nó bảo trêu, bảo anh trêu em đấy. Chôn em ấy. Thằng bạn Bình ấy, thằng bạn Bình. Không. Đừng có lau vào xe anh, nó bẩn, đừng ăn nó đi. Đừng bẩn, bẩn. Đâu ấy? Thu tiền. Thu tiền bẩn trời á. Thu tiền bẩn đòi á. Nhưng mà không đâu đấy, uầy. Đây đã bẩn rồi này. Anh ấy đi, rửa tiền đấy. Ui, nhưng mà nhìn lại cái mắt quá. Đi đã. Em không biết gì. Em không biết gì. Em là thằng vô tội nhất nên em chả biết gì. Thôi, ơi, thôi anh. Thôi anh Hạo có tội gì đâu mà bôi cũng được. Hả? Anh đổ em bôi đấy. Anh đổ em đấy.